Bibi của chúng ta đang chơi trò xốp cát này. Wow, ở đây có hai chiếc xe bán tải để mà chở cát đi đổ đó các bạn ơi. Bibi đang xúc rất là nhiệt tình, rất là hết mình. Đổ ra máy ấy đi, đổ ra máy này nó đi. Đổ đầy, đổ đầy xong đổ vào máy này nha. Đổ vào, đổ vào nào, đổ vào nào. Đổ vào nào. Mình xúc giỏi quá nào. Wow, mình xúc một xe khác nào, đổ đi, chở đi, đổ đi, chở đi, đổ đi. Oh.